Tiếp tục, đây là một cái bài mà điều khiển thiết bị bằng điện thoại. Như chúng ta đã thấy thì cái xung nó vào đây. Đây là hai xung vào, hai cái tín hiệu vào của thiết bị điện thoại là con LCD đóng vai trò là đảm nhận vai trò là hiển thị các thông báo, các con LED. LED ở đây hoặc là cái bộ động cơ, các bạn có thể thay bằng bộ động cơ để điều khiển đầu ra cho nó. Ta viết code như sau. Đây. Đầu tiên là cái thư viện để điều khiển LCD. Bước tiếp theo là các chân của nó. Chân của nó thì chân 13 sẽ được gắn với là gắn với chân RS. Chân 12 sẽ được gắn với chân E. Đấy. Tương tự như thế, chân 11 sẽ được gắn với đây. Chúng ta nhìn lại cái đây, chân 13 thì sẽ được nối với chân RS. Chân 12 thì sẽ được nối với chân E. Mình đọc chân E. Còn chân 11 sẽ được nối với chân D4 này. Chân 12 của con LCD. Đấy. Thì nó như thế. Và ta khởi đầu trạng thái là ở mức 0. Tiếp theo là ta gắn cái chân cho nó, ta gắn đầu ra của nó là A0 là đầu ra của nó. Nếu mà muốn đầu vào thì đây các bạn phải đổi nó là input. Đấy, nhưng mà đầu ra A1. Tương tự cho các trường hợp này. Bước tiếp theo nữa thì cần phải viết một cái lệnh nó cho phép truyền thông nối tiếp. Truyền thông nối tiếp với tốc độ truyền với tốc độ truyền là bao nhiêu nào? Là 9600 bit trên giây. Đấy. Như thế là đã bỏ. Bây giờ chuyển sang hàm chính là hàm void. Void loop. Hàm void loop. Cái này nó chính là thiết lập LCD 16 có 16 ký tự và có 2 hàng. Đấy. Rồi nếu giá trị truyền thông nối tiếp của nó mà lớn hơn 0 thì nó sẽ đọc tại chân chân đây, chân RIT và chân TXD đây. Này, dùng trong một khoảng thời gian delay là bằng 50, sau đó nó sẽ ghi giá trị vào con đường ghi điều khiển và con ghi điều khiển này sẽ xuất ra cái giá trị đó thông qua các chân A1, A2 và A0. Đấy. Đấy. Đọc tại chân RXD và chân TXD trên cái con điều khiển của nó. Trên con này. Đấy. Rồi nó sẽ dừng một khoảng thời gian.
rồi bước tiếp theo thì nó sẽ ghi ra cái giá trị và con ghi được tiếng. Đấy. Và bước tiếp theo là nó nhận các trạng thái. Đấy, nó nhận trạng thái, ban đầu là nó nhận trạng thái. Đấy. Nếu mà trạng thái bằng 1. Đấy. Trạng thái bằng 1 bắt đầu khởi đầu bằng 0 nhé. Bằng 0 là khi đó bác được bạn dạy là trên màn hình nó sẽ không có cái nghĩa là nó sẽ không có sự tác động nhé. Mặt nó vẫn bình thường. Nhưng khi bạn bấm 1 chẳng hạn thì cái hàng đầu tiên, dòng đầu tiên của LCD nó sẽ hiển thị dòng chữ là điều khiển thiết bị điện. Đấy, tương tự dòng thứ hai của nó sẽ hiển thị từ quan 1. Đấy, và chân xuất ra là nó ở chân A0 là xuất ra ở mức cao. Mức cao thì sẽ làm cho đèn nó sáng, đúng không? Và nó ngắt đi. Nếu mà bạn nhấn 2 thì nó sẽ tiếp tục. Dòng đầu tiên nó sẽ hiện ra dòng chữ này, dòng thứ hai nó sẽ hiện ra ra chữ OS1 này, và dòng tiếp theo nó sẽ xuất ra chân A0. Đấy, ở mức thấp thì nó sẽ không sáng cái đèn nữa. Đấy, mà nó sẽ ngắt. Tương tự trong trường hợp thứ ba thì nó lại hiện ra ở mức cao thì đèn thứ hai sẽ sáng. Nhưng mà các bạn nên lưu ý là chúng ta sẽ thay đèn bằng con motor chứ nhỉ, thì nó sẽ quay, nó chuyển cái con động cơ motor nó quay thế này. Mà thay cái đèn này bằng motor hoặc là một cái thiết bị điện nào đó thì mà nó kích xung thì nó có thể quay hoặc là chuyển động, nó làm theo ý đồ của ta. Đấy, cái cây 4 cũng vậy, trường hợp thứ 4, cây 4 cũng vậy. Đấy, đầu tiên là in ra thiết bị điện, sau đó nó sẽ in ra dòng chữ OS1, OS2 và nó sẽ ở mức thấp. Mức thấp thì đèn 2 sẽ tắt. Đấy, tiếp theo nó ngắt và nó dùng khoảng thời gian và nó ngắt. Và chúng ta dịch thử cái code này là đã đúng chưa nào. Đấy, để một lần nữa quan sát lại xem thử nó là đúng chưa. Nó là đã đúng thì lúc đó mới đánh đi tưởng được. Đấy, nó đã đúng rồi. Đấy, giờ chúng ta xem lại nhá. Đầu tiên là hàm để đây, đấy, hàm ghi chân cho nó. Đấy, hàm ghi chân cho nó. Bước thứ hai là hàm chính. Đấy, hàm chính. Hàm chính mục đích là để đọc và ghi ra cái giá trị và con vi điều khiển, kích cái con vi điều khiển hoạt động, cái con vi điều khiển hoạt động thế này. Khi người ta nhập số liệu vào thì nó sẽ kích con vi điều khiển hoạt động, và con vi điều khiển nó sẽ điều khiển các chân A0, A1 và A2 này ra. Đấy. Đấy, bước tiếp theo thì ta phân biệt các trạng, ta nhấn các trạng thái của nó, các trạng thái đầu vào
là xuất ra đầu ra đấy. Đấy. Như thế bao gồm K1 là mức cao, K2 là ở mức mức thấp, K3 là ở mức cao và K4 là ở mức thấp. Nên nhớ đây là gồm có hai chân A0 và A1, cho nên trong ngưỡng mình chạy thì chỉ có hai led sáng thôi, còn led thứ ba mình chưa lập trình. Muốn muốn như thế thì mình phải tiếp tục lập trình thêm nữa là khi khi năm đấy, tiếp tục chẳng hạn như thế đấy. Rồi K6, quên chỗ này mình nên đổi là A2 đấy, cái điều khiển. Rồi K K6 đấy, mình lại tiếp tục nữa. Ở đây thì không thể nào mức 2 nữa mà mức lao. Đấy. Kết thúc bằng lệnh click là tre bao. Chúng ta thử biên dịch ra xem thử nó đã đúng chưa, và liệu nó có gì sai sót hay không. Trong thời gian nó biên dịch thì chúng ta tìm hiểu lại các lệnh nhé. Đó, đã đúng rồi đấy, thấy chưa? Đấy. Thì thôi, ở đây mình có một cái file hack chỉ có hai con thôi. Đó là điều khiển con A1 và A0 thôi. Bây giờ chúng ta chạy nó nhé. Mình để ngoài laptop. Đây. Đấy. Chạy nhá. Đấy, nó chạy đấy. Ở đây có lỗi gì rồi? Sao nó không hiện ra cái bảng để ghi chữ nhỉ? Bảng để nhập chữ để hiện ra ấy. Đây có gì sai sót rồi. Không hiểu nữa. Đây quá mờ, nếu mà mờ thì phải cho một con biến trở vào đây chẳng hạn để điều khiển cái LCD này để điều khiển nó. Có lẽ là do ban nãy mình chỉnh code chăng, rồi biên dịch ra chăng, rồi xóa lại biên dịch lại nhé. Chỉ chơi hai con thôi, thử chơi hai con xem nào. Rồi, đã được. Rồi tiếp theo mình biên dịch ra file hết. Đây, đây là cái giao diện sau khi mình chạy đây. Cái visual nó sẽ hiện ra như thế này, và ban đầu là ở mức 0 cho nên là nó không có gì cả, nhưng sau đó mình nhấn số 1 vào đây, mình nhập vào đây số 1. Nó sao lại không được nhỉ, bị lỗi gì mà.